Thế ủa ra hả chị nhá, nhớ bảy rồi mà ta. Ủa nặng bao lâu rồi đây trời, để chị bé kia nặng trước đi sao đâu, nếu thật chính làm như em. Bên nó nhiều không Ly? Ủa con quỷ nó hẹn mình 1 giờ qua tim mà chưa thấy đâu ta, chưa 2 giờ rồi. Mấy? Ủa ra giống y mình là 77 luôn đó. Ồ chị nhìn lộn, nãy chị nhìn ra mà chị thành 2 giờ mùa phát chị luôn. Đau mà em? Đau chưa? Mới nhẹ nhàng thôi, xíu nữa. Trước nặng rồi biết rồi đúng không? Chu sáng nhiều. Hồi nãy đi vô là không thấy chị đâu chị. Thì lỗ lông mồm có câu này mà để lâu là rồi. Để lâu lắm. Chắc chắn luôn. Chắc chắn sẽ viêm. Nhưng mà không phải viêm ấy, mà lâu lâu viêm cục to. Bên trước chắc cũng nhiều rồi. Em chị bé xin nha. Cũng lì không dễ ra như câu kia. Câu kia giờ sáng dễ ra nên đỡ đau hơn. Con này gầy hơn. Không thấy hồi nãy con bé nó tìm màu gì. Kinh thiệt luôn á. Sáu thì sợ luôn á. Tự nhiên khuôn mặt nó đang đẹp đó. Nhìn môi giống bị trề đó. Tim dài thì khuôn mặt nó đẹp mà. Mặt dễ thương, sợ tự nhiên cái môi làm bị lỗ. Trời ơi. Bởi chị không cầm lòng được. Chị không thể nào không tư vấn được. Tim đang ghê ta. Tim đang... Tim mô rất là khó. Tỷ khó luôn. Trang tim màu đẹp vậy. Đam mê. Không thích. Nói ăn tim tan xong rồi tim lại cho rồi. Chứ không là... nói một á là em tim để em tim tan là em tim lại, hai là em tim tan đi em để như thế nhìn ghê lắm. Chị là người chị hay thẳng, chị nói rửa để cho em biết chứ nói nhiều khi bị ghét, nói để cho em biết chứ không. Thật ra nhiều người họ thấy nhưng mà họ không dám nói, họ sợ này kia. Với lại hắn cũng khách quen lâu rồi, thành ra là cũng không sao, mà chị cũng không biết là khách quen đâu, do chị nhìn nó thấy khó chịu chị nói.
Không, giờ chờ tim môi, à tim nó nữa, à tim kiểu cục 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 nó nữa, hai bay hai cục. Chuyện đỡ có tim ta tim đùi này, không có cái. Tới heo ăn luôn á. Như bô tót á kìa. Hậu rảnh không đó. Không biết là hồi trước hàng rang luôn. Hồi trước không có phim nữa mà. Phim nữa. Trước cái nó nặng mới có lần à. Nói chuyện nó yên tâm nè, làm một kỳ. Lấy máy kia qua nghe nè. Sáng giờ chưa quay mấy năm hầu rứa đó thì bù trừ mà bù qua bù lại. Không có mẹ Ly này là Hà với chị rồi qua toàn cái kia không. Không có người quay nữa. Mong là ít bữa làm được được xí tôi nhờ trời trời. Không làm được hơi bị buồn. Gì đó, bí mật đồ. Thì mà phải có đứa ba mẹ mà bỏ ăn con quá thành ra là không ưa. Vì những cái không thích đưa cho xây mà. Nhưng mà nhiều cha mẹ là tâm lý là hiểu. Nhiều cha mẹ ta nói bỏ ăn cái chuyện bỏ ăn tạo gì sợ. Thành ra mình quả quá mình gọi bó luôn có chuyện đó nha. Ừ. Nó mang tuổi lớn mà. Tuổi lớn gì bị tác động bên ngoài á. Ừ. Tức là thần kinh nó yếu vì còn nhỏ lắm. Chưa chín trắng suy nghĩ nông cạn. Kiểu như cái suy nghĩ làm đứa cho ba mẹ sợ chứ mà đâu có nghĩ gì đâu. Ừ. Vậy trời không có xưa ta bắt con cái gì mà học chi mà học hồi xưa là phải làm phải đi bắt con học gì chị kiểu ừ. Kiểu ăn trưa với nhà phụ huynh với nhau á ờ à, gì mà mệt đi trời phụ huynh với nhau á là ngồi nấu con học này học kia rồi. Chị nhiều người họ sợ là kiểu như là con cái bị đi bị kia rồi bị ừ. Bị nó bị đê rồi nữa nữa thì okay. Con ta học thêm đủ thứ đứa nó chơi về cũng cho đi học ừ, mình phải hỏi ý kiến chứ. Còn chị đó chị hay hỏi thích thì chị mới cho không thích thôi. Cha mẹ muốn thương con nhưng mà thương phải thương đúng thương xa là hại hắn đó. Vừa đủ luôn.
Câu kia là lần đầu hay lần lần đầu. Bằng thằng này à? Lớn hơn đây. Lớp 7.